Đồ Tết của tôi giao kịp rồi mấy má ơi. Giao trước Tết rồi. Tại sao lại có ba lô ở đây? Tại nhiều hàng quá tôi sợ tôi ôm lên hết không được. Tôi phải mang ba lô tôi xuống lấy. Anh biết đâu Nhật Anh. Sắp về quê chưa? Dạ sắp rồi, mai mốt anh về. Rồi đặt ở nhà nha. Dạ. Em hãy sợ lắm, em đặt sẵn rồi. Mấy cái này tôi đặt hàng hỏa tốc để đi trong ngày á. Một cái áo, hoodie zip, một kem. Mua cái áo hoodie còn được tặng một cái áo crop top nữa nè. Xịn ghê, shop này xịn á. Bữa được chị kia chia sẻ serum này ổn áp lắm. Mà hơi mắc nha. Sau miếng mặt nạ lợn nhưng mà nãy tôi xài mất miếng rồi. Nhưng mà xài ok nha má. Mắc nhưng mà đáng nha. Nhưng mà tiếc tiền ghê sợ. Quần tất. Cái này cho eo nó nhỏ lại chứ. Lên ký quá trời lên ký rồi cho eo nó nhỏ lại. Để coi tôi đặt cái gì. Cái này giống như trang khui hàng bom vậy á. À, ba lì xì tôi đặt nè. Để mừng tụi ba má anh hai. Tưởng có tiền trong chứ. Ồ vậy bây giờ tôi phải lì xì mấy đứa nhỏ hả? À không lì xì được không? Có thể tôi trốn đi được không? Lâu rồi chưa mặc quần jean. Rồi sao nó dài với bay? À hình như là cái mẫu, cái hình nó phải gấp lên. Phải gấp cái này lên. Hàng đã có trước Tết rồi, mấy bạn xin vía đi. Cái gì đây ta? À phải bắt sáng á. Nhìn đẹp chứ trời. Trời má. Tại quần áo Tết tôi đã mua trước một mớ rồi mấy bà. Thì cái áo nè. Ở đâu nguyên set luôn. Cái này là áo trễ vai. Cũng ok phết. Mai lại có đơn hàng nữa. Mà hôm nay là nó nhiều nhất thôi. À kem sữa chống nắng. Bữa tôi lướt clip nào test kem chống nắng mà kiểu như test có tâm á mọi người. Xong rồi tôi mua cái này luôn. Khui cái này đã hơn. Nhưng mà mọi người thích khui hàng bom hơn. Nước tẩy trang FR. Ở dưới tôi mua chai mini chai nhỏ xíu á. Xài thấy ok quá. Không tôi đặt.